Minh Đường Tử Vi mến chào các bạn Chúc các bạn bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường Bước sang tháng 1 âm lịch năm 2022 Gặp nhiều may lành Và sau đây mời các bạn đón xem Tử Vi chi tiết 12 con giáp Tháng 1 âm lịch năm 2022 Chi tiết về các phương diện như là sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, sức khỏe. Mong rằng với những thông tin hữu ích sẽ giúp cho các bạn thay đổi được vận trình của mình tốt hơn. mà các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết như sau. Tử vi tuổi Tý tháng 1 âm lịch năm 2022 theo tử vi tháng 1 âm lịch năm 2022 của 12 con giáp cho thấy, có thể nói rằng tháng âm lịch khởi đầu năm nhâm dần là một tháng đầy may mắn đối với bạn tuổi Tý Và bạn nên tranh thủ cơ hội này, để bắt tay vào công việc của mình, hứa hẹn sẽ gặt hái được những thành công ngoài dự kiến. Về phương diện sự nghiệp Tháng 1 này, trên phương diện sự nghiệp, với người tuổi Tý do có nguyệt lệnh đế vượng nâng đỡ, bản mệnh sẽ tìm được cơ hội để khẳng định tài năng của mình, khiến lãnh đạo và đồng nghiệp đều phải nhìn bằng ánh mắt khác xưa trong tháng này tử vi cũng cho thấy đối với những người giữ vị trí lãnh đạo cũng thể hiện được khả năng dẫn dắt định hướng của mình giúp tập thể nhanh chóng gặt hái được thành công về phương diện tài lộc vận trình tài lộc của người tuổi tý trong tháng đầu năm nhâm dần này thầy tử vi chỉ ra rằng trên phương diện làm ăn bạn trở nên năng động hơn trước thời cuộc nhờ vậy mà tìm được những con đường làm ăn mới đầy triển vọng ngoài ra trong tháng có sao dịch mã chiếu mệnh cho thấy bản mệnh càng sông sáo sẵn sàng thử sức bao nhiêu thì thành quả lại càng hứa hẹn bấy nhiêu con giáp này đừng nên ngại ngần khi cơ hội đã xuất hiện ở ngay trước mặt nhé. Về phương diện tình duyên, với người tuổi Tý bước sang tháng 1 âm lịch năm 2022 này, chuyện tình cảm cũng có những dấu hiệu phát triển tích cực. Ngũ hành tương sinh giúp bạn xây dựng được những mối quan hệ xã giao tốt đẹp. Tháng này đối với những người độc thân có thể được giới thiệu cho những đối tượng có triển vọng. Hãy mở lòng ra để có thể tiếp xúc tìm hiểu thêm về đối phương. Gia đạo hài hòa cũng giúp cho những người có đôi có cặp thêm động lực trong cuộc sống. Tử vi tuổi sửu tháng 1 âm lịch năm 2022 Bước sang tháng đầu năm của năm nhâm dần này, người tuổi sửu không gặp phải quá nhiều biến động nhưng cũng không đạt được sự phát triển nào đáng kể trên các phương diện sự nghiệp và tài lộc. Tuy nhiên, chuyện tình cảm thì có thể sẽ đón nhiều tin mừng. Về phương diện sự nghiệp, với người tuổi sửu trong tháng mới này dưới tác động của nguyệt lệnh lâm suy bản mệnh có vẻ không thực sự tập trung vào công việc của mình nhiều người tỏ ra an phận không muốn cố gắng quá nhiều để đạt được thành tích cao hơn đối với những người trẻ tuổi dù có định hướng và có mong muốn phát triển nhưng lại chưa thể tìm được hướng đi phù hợp ngay lập tức có lẽ bạn cần trao đổi thảo luận với những người có kinh nghiệm xung quanh mình nhiều hơn về phương diện tài lộc trên phương diện tài lộc có vẻ như bạn cần phải tìm một con đường mới để phát triển việc làm ăn đầu tư không thể đi mãi theo một lối mòn suốt bấy lâu bạn chớ nên an phận thủ thường mà cần nhắc nhở bản thân không ngừng cố gắng dù có vất vả cũng chớ nên bỏ cuộc trước khi bắt tay làm việc gì bạn cần xác định đúng định hướng cho mình về phương diện tình duyên về vận trình tình cảm của bạn tuổi Sửu trong tháng 1 âm lịch năm 2022, may mắn là trong chuyện tình cảm, do có thiên diêu phù trợ nên vận đào hoa của con giáp này có cơ hội nở rộ. Với bạn tuổi Sửu đã thể hiện được những điểm độc đáo trong tính cách của mình, lại thêm bản tính hài hòa, cởi mở, biết chăm chút ngoại hình nên có thể thu hút ánh mắt của không ít đối tượng khác giới. Tuy nhiên, đối với những người đã lập gia đình lại cần phải chú ý hơn đến việc giữ khoảng cách với người khác. Tử vi tuổi dần tháng 1 âm lịch năm 2022. Tử vi tháng 1 năm 2022 tuổi dần âm lịch thấy rằng bản mệnh tuổi dần có lẽ sẽ không gặp được nhiều may mắn trong tháng đầu tiên của năm mới. Mọi mặt cuộc sống của bạn đều có dấu hiệu xuống dốc đáng kể và điều này nhắc nhở bạn cần chú ý hơn đến mọi việc mình bắt tay vào làm. Về phương diện sự nghiệp, trong tháng đầu tiên của năm, với bạn tuổi dần dưới tác động tiêu cực của nguyệt lệnh lâm bệnh, làm cho bạn sẽ phải thường xuyên lo âu, buôn ba vất vả, song kết quả sẽ khó có thể được như ý muốn. Vì không có tinh thần và ý chí phấn đấu nên bạn cũng chỉ cố gắng hoàn thành cho tốt nhiệm vụ của mình. Lại thêm, thái tuế và âm sát là hung tinh ảnh hưởng xấu đến vận trình của bạn, bạn cần phải đề phòng kẻ tiểu nhân gian trá có thể xuất hiện để lừa gạt mình bất cứ lúc nào. Về phương diện tài lộc của bạn tuổi dần trong tháng đầu năm mới này cho thấy chuyện làm ăn kinh doanh dường như đang dậm chân tại chỗ. Bạn phải đối diện với nhiều sự cạnh tranh, ganh đua thiếu lành mạnh của đối thủ. Nếu không tỉnh táo khi cân nhắc vấn đề thì dễ rơi vào cái bẫy răng sẵn, khiến tiền bạc hao tổn. Tháng này về sức khỏe của bạn tuổi dần cũng đang có dấu hiệu xuống dốc, nên bản mệnh còn phải tốn tiền cho các khoản thuốc men chữa trị, vì thế khi có tiền trong tay thì chớ tiêu hoang, nếu không dễ rơi vào cảnh cháy túi. Về phương diện tình duyên, chuyện tình cảm của bạn tuổi dần trong tháng đầu năm mới này chưa có những điểm sáng đáng kể. Bạn dành nhiều thời gian để lo lắng cho công việc lại thêm bệnh tật khiến sức khỏe xuống dốc nên bạn không có tâm trạng nào để quan tâm đến chuyện yêu đương. Còn đối với những người đã lập gia đình cũng thường xuyên chút những cơn nóng giận vô lý của mình lên đầu người ấy, khiến quan hệ đôi bên trở nên căng thẳng. Nếu không giải quyết sớm tình trạng này thì tình cảm dễ dạn nứt, lạnh nhạt. Tử vi tuổi mão tháng 1 âm lịch năm 2022 Xem tử vi tháng đầu năm của năm nhâm dần này cho thấy, với bạn tuổi Mão, đây là khoảng thời gian khá may mắn đối với bạn. Bạn đang có được nhiều cơ hội xuất hiện trước mắt, chủ yếu là bạn có đủ quyết tâm và tin tưởng để nắm bắt hay không mà thôi. Về phương diện sự nghiệp, trong tháng đang gặp được cục diện tam hội giúp cho vận trình sự nghiệp cũng như tài lộc của người tuổi này có dấu hiệu phát triển tích cực hơn hẳn. Nhờ các mối quan hệ xã giao hài hòa, bạn có thể gặp gỡ và quen biết được với quý nhân với bạn tuổi mão trong tháng này có thể một người bạn nào đó giúp cho bạn đưa ra những gợi ý hữu ích để bạn tìm ra hướng đi mới phù hợp hơn cho mình hãy quyết tâm theo đuổi điều mình mong muốn đừng sợ hãi thất bại hoặc lo lắng mình không có đủ năng lực trải qua khó khăn thử thách bạn sẽ trưởng thành hơn về phương diện tài lộc trong tháng mới này đối với người làm ăn kinh doanh công việc của bạn cũng tiến triển thuận lợi hơn khi các mối quan hệ với khách hàng đối tác đều phát triển tốt đẹp bạn nhận được sự tin tưởng của nhiều người xung quanh nên nếu như bạn có gặp khó khăn cũng được người giúp sức lại được giới thiệu thêm cho những cơ hội làm ăn có triển vọng hãy chăm chỉ làm việc ắt sẽ nhận được kết quả xứng đáng về phương diện tình duyên từ vi tháng mới này với bạn tuổi mão bạn đang gặp được sao bách việt chủ đào hoa đem tới nhiều tin vui về tình cảm đặc biệt nếu bạn vẫn còn độc thân khoảng thời gian này bạn nhận được sự chú ý của nhiều người xung quanh nên nhận được nhiều lời ngỏ ý làm quen của các đối tượng khác giới Việc quyết định đến với ai hoàn toàn nằm ở trong tay bạn. Tử vi tuổi Thìn tháng 1 âm lịch năm 2022. Tử vi tháng 1 năm 2022 tuổi Thìn âm lịch cho thấy vận trình của bạn tuổi Thìn trong tháng khởi đầu năm mới có lúc lên bổng nhưng cũng sẽ có lúc xuống trầm, vì thế mà bạn cần luôn tập trung vào công việc của mình, chớ có thái độ chủ quan, lơ là vì cho rằng mọi việc đang nằm trong tầm kiểm soát. Về phương diện sự nghiệp, với bạn tuổi thìn trong tháng này dưới tác động tích cực của tam hội sự nghiệp của bản mệnh phát triển khá thuận lợi thậm chí một số người còn được quý nhân giúp sức chạm tay vào những cơ hội khẳng định bản thân khẳng định vị thế của mình và bạn cũng cần phải chủ động nhận thêm những nhiệm vụ khó rồi bạn sẽ đạt được mục tiêu mà mình mong muốn có điều với bạn tuổi thìn trong tháng mới này cần phải lưu ý dù thành công đến đâu bạn cũng chớ nên tỏ vẻ kiêu ngạo coi thường người khác bởi thiên cầu hung tinh xuất hiện có thể đẩy bạn vướng vào rắc rối bất cứ lúc nào xét về phương diện tài lộc trên phương diện tài lộc của bạn tuổi thìn trong tháng mới này các mối quan hệ xã giao hài hòa giúp bạn làm quen được với những đối tác khách hàng có triển vọng những người làm đầu tư kinh doanh có thể tranh thủ lúc này để mở rộng mạng lưới của mình giúp thu về khoản tiền triển vọng trong tháng dù gặp nguyệt lệnh lâm mộ đem lại cho bạn ít nhiều tác động tiêu cực song bạn cần nhắc nhở bản thân không nên dễ dàng bằng lòng với thực tế trở nên trì trệ thiếu cố gắng về phương diện tình duyên trong chuyện tình cảm của bạn tuổi thìn tháng mới này cho thấy do ảnh hưởng của cuộc diện ngũ hành tương khắc làm cho bạn đang có điểm báo chuyện tình cảm của bạn và nửa kia dễ xảy ra mâu thuẫn với nhau trên nhiều phương diện của cuộc sống có lẽ hai người vẫn còn chưa thực sự bao dung cho nhau mà cái tôi cá nhân thì lại quá lớn nếu cứ tiếp tục tình trạng này e là quan hệ đôi bên khó có thể yên ổn lâu dài cả bạn và người ấy đều cần dành thời gian nhìn nhận lại khuyết điểm của mình để có hướng thay đổi sao cho phù hợp Tử vi tuổi Tỵ tháng 1 âm lịch năm 2022. Xem tử vi cho thấy, với bạn tuổi Tỵ, dù mới bước sang năm 2022 nhưng người tuổi Tỵ đã phải đối diện với nhiều khó khăn trong cuộc sống, đặc biệt là trên phương diện sự nghiệp. Bạn cần giữ trạng thái lạc quan, tích cực không nên đầu hàng trước khó khăn. Về phương diện sự nghiệp, Tháng này với bạn tuổi Tỵ, dưới tác động tiêu cực của cục diện ngủ hành tương hại và tương hình, làm cho bạn sẽ luôn cảm thấy mình đang phải gánh chịu quá nhiều áp lực, muộn phiền vậy quanh. Thời điểm này với bạn tuổi Tỵ, các mối quan hệ xã giao có dấu hiệu xấu đi, bạn dễ bị kẻ tiểu nhân ngầm tìm cách ám hại, khiến cho bạn gặp thị phi liên tiếp xuất hiện, lại thêm công việc vất vả, bạn phải gánh vác công việc cho nhiều người nhưng chưa chắc đã được báo đáp tương xứng. Cần cẩn trọng kẻo làm sai, bạn sẽ lại bị phạt. Về phương diện tài lộc, với bạn tuổi tỵ bước sang tháng mới này, vì công việc khó khăn nên đường tài lộc của bạn cũng khó lòng phát triển. Thời điểm này, bản mệnh chủ yếu tập trung vào nhiệm vụ chính của mình để có thể hoàn thành cho tốt. Bạn tuổi tỵ chớ nên nghĩ đến việc làm thêm, hoặc can thiệp vào vấn đề của người này người khác mà chảnh mảng công việc chính đem lại nguồn thu chính cho mình. Hãy cẩn thận bởi bạn làm việc xảy ra sai sót, bạn sẽ phải đền bù bằng tiền của chính mình đấy. Về phương diện tình duyên, về phương diện tình cảm của bạn tuổi Tỵ trong tháng này, thật là đáng chúc mừng cho bạn khi chuyện tình cảm của bạn đang có dấu hiệu tích cực so với hai phương diện là sự nghiệp và tài lộc. Dù vợ chồng bạn vẫn khó tránh khỏi những lúc mâu thuẫn, nhưng đến cuối cùng, hai người đều sẽ hiểu ra và biết tha thứ, bao dung cho nhau. Tháng này, đối với những người độc thân nên mở lòng ra và chú ý quan sát để biết ai là người thực lòng với mình. Có lẽ đây là khoảng thời gian bạn cần một điểm tựa đấy. Tử vi tuổi ngọ tháng 1 âm lịch năm 2022. Tử vi tháng 1 năm 2022 âm lịch của người tuổi ngọ cho thấy tháng khởi đầu năm mới có thể coi là khoảng thời gian khá tốt lành đối với bạn tuổi ngọ. Với tinh thần lạc quan, hăng hái, bạn sẵn sàng bắt tay vào những công việc mà mình đã lên kế hoạch từ trước. Tuy nhiên, để có thể gặt hái được thành công như ý muốn thì bạn tuổi ngọ cần phải biết nhìn thẳng vào thực tế, đồng thời kiên trì, quyết tâm thực hiện mọi việc đến cùng. Về phương diện sự nghiệp, Tháng mới này với bạn tuổi Ngọ đang gặp được ngũ hành Tam hợp phù trợ, cho thấy phương diện sự nghiệp của bạn tiến triển tương đối thuận lợi, dù bạn là người làm công ăn lương hay đang phải đối diện với những cuộc thi cử đều sẽ đạt được kết quả tốt, cốt là bạn chịu bỏ công bỏ sức ra làm việc ôn tập. Hơn nữa, thời điểm này các mối quan hệ xã giao hài hòa cũng sẽ đem lại cho bạn nhiều sự trợ giúp đáng kể. Điều con giáp này cần phải chú ý chính là thay đổi bản tính cả thèm chóng chán của mình, tránh hăng hái lúc đầu rồi lại bỏ giờ giữa chừng. Còn về phương diện tài lộc trên phương diện tài lộc của bạn tuổi ngọ trong tháng mới này đối với những bạn làm đầu tư kinh doanh có thể tranh thủ thời điểm thuận lợi này để ký kết hợp đồng mở rộng quy mô làm ăn của mình trong tháng dưới tác động của nguyện lệnh lâm thai bạn cũng đừng ngại tìm hiểu thêm những lĩnh vực mình còn chưa hiểu rõ có thể bạn sẽ tìm được hướng đi mới phù hợp với khả năng của bản thân song dù có đồng tiền dư giả bạn cũng cần chi tiêu tiết kiệm hơn tránh đốt tiền vào những thú vui không lành mạnh về phương diện tình duyên cái chuyện tình cảm của bạn tuổi ngọ trong tháng này đang tiến triển tích cực nhờ có ngũ hành tương sinh giúp sức. Người độc thân có thể được giới thiệu cho những đối tượng khá triển vọng. Bạn cũng đã cởi mở hơn nên mối quan hệ giữa hai người có thể trở nên thân thiết nhanh chóng. Mối quan hệ vợ chồng hòa hợp đôi bên thường xuyên trao đổi để đi tới những quyết định thống nhất. Tử vi tuổi mùi tháng 1 âm lịch năm 2022 có thể nói rằng, với bạn tuổi mùi bước sang tháng đầu năm mới, đây một khoảng thời gian tràn đầy hy vọng đối với bạn. Bản mệnh nên nhân cơ hội này để lập ra những kế hoạch phù hợp với khả năng của mình và nhanh chóng bắt tay vào thực hiện để có thể sớm ngày trông thấy kết quả. Về phương diện sự nghiệp Với bạn tuổi mùi, nhờ có nguyệt lệnh lâm dưỡng phù trợ, giúp cho bạn bước sang năm mới, bạn luôn cảm thấy hăng hái, nhiệt tình khi làm việc, đồng thời tâm lý tích cực cũng giúp bạn chịu được khó khăn, vất vả, sẵn sàng cố gắng hết sức để đạt được thành công sự chăm chỉ cần cù sẽ giúp bạn khẳng định được vị thế nhận được sự tôn trọng và nể phục của mọi người xung quanh lại thêm việc giao tiếp giỏi bạn có thể nhanh chóng mở rộng mạng lưới khách hàng đối tác của mình về phương diện tài lộc chuyện làm ăn của bạn tuổi mùi trong tháng này tiến triển tương đối tích cực dù có thể bạn sẽ chưa kiếm được một khoản tiền lớn ngay lập tức nhưng bạn hãy mạnh dạn đi theo những hướng mình đã vạch sẵn từ trước bạn có thể dần dần tìm ra hướng phát triển phù hợp cho mình hơn nữa mọi người xung quanh luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn hoặc giới thiệu cho bạn những cơ hội đáng quý về phương diện tình duyên đáng tiếc là cái chuyện tình cảm của bạn tuổi mùi trong tháng này lại chưa có những điểm sáng đáng mừng bạn thường quá tập trung cho sự nghiệp của mình nên quên mất chuyện yêu đương hoặc quan tâm đến những người thân thiết nhất trong tháng này với bạn tuổi mùi lời khuyên cho bạn là hãy kịp thời nhắc nhở bản thân cân bằng cuộc sống và sự nghiệp đừng để đến khi tình cảm phai nhạt rồi mới cảm thấy hối tiếc và tìm cách vãn hồi Tử vi tuổi thân tháng 1 âm lịch năm 2022. Theo tử vi tháng 1 năm 2022 của tuổi thân âm lịch cho thấy đây tháng đầu tiên của năm nhâm dần, không phải là thời điểm thật sự thuận lợi đối với con giáp này. Với bạn đang gặp nhiều khó khăn, thách thức xảy đến khiến cho bạn phải vất vả đối đầu để xử lý, xong như vậy không có nghĩa là bạn không có cơ hội để vượt lên. Hãy luôn nhắc nhở mình cố gắng phấn đấu, rồi bạn sẽ gặt hái được thành quả xứng đáng. Về phương diện sự nghiệp tài lộc, trên phương diện sự nghiệp cũng như tài lộc của bạn tuổi thân trong tháng này do ảnh hưởng lớn lao của cục diện ngủ hành tương xung bản mệnh sẽ phải buôn ba bận rộn ngay cả những lúc mọi người xung quanh đang nghỉ ngơi hưởng thụ thời điểm này bạn tuổi thân nên nhắc nhở bản thân mình cần phải cố gắng dựa trên sức của chính mình chứ không nên trông cậy vào người khác bởi bạn bè người thân cũng sẽ không đem lại sự trợ giúp đáng kể bạn vốn là người tài hoa và bản lĩnh vì vậy đừng vội nghĩ đến việc đầu hàng nghịch cảnh May mắn là trong vận trình của bạn cũng có xuất hiện rất nhiều cát tinh như trường sinh, nguyệt mã, giải thần. Những cát tinh này giúp bạn có đầu óc nhanh nhạy, minh mẫn trong việc phát hiện thời cơ và tìm hướng đi mới. Việc bạn cần làm là tin tưởng vào hướng đi của mình. Về phương diện tình duyên của bạn tuổi thân trong tháng 1 âm lịch này cho thấy. Chuyện tình cảm thì lại là một nốt trầm buồn, bởi do chịu tác động xấu của tương xung, dù là đầu năm nhưng vợ chồng bạn thường xuyên cãi cọ, mâu thuẫn, thậm chí có dấu hiệu đồng sàng dị mộng. Bạn cần nhắc nhở bản thân quan tâm hơn đến nửa kia, dù cơm chẳng lành canh chẳng ngọt cũng chớ nên nghĩ tới việc tìm nguồn an ủi ở bên ngoài. Con đời với những người độc thân, đang quá bận rộn với công việc của mình nên ít có thời gian nghĩ đến chuyện tình cảm. Lúc này, bạn nên lấy sự nghiệp làm trọng nhé. Tử vi tuổi dậu tháng 1 âm lịch năm 2022 Bước sang tháng 1 âm lịch năm 2022 này với bạn tuổi dậu, thầy tử vi chỉ ra rằng, bạn khó có thể đạt được thành công đáng kể trong thời điểm tháng đầu tiên của năm mới. Dưới tác động của nguyệt lệnh mộc dục, có lẽ bạn vẫn còn ham vui chơi, trưng diện nên khó có thể tập trung vào các nhiệm vụ chính của mình. Về phương diện sự nghiệp Trên phương diện sự nghiệp, bản mệnh tuổi dậu trong tháng đầu tiên của năm mới này không duy trì được hứng thú của mình có thể khi mới bắt tay vào công việc bạn rất nhiệt tình hăng hái nhưng lại thường xuyên bỏ giờ nhiệm vụ giữa chừng thậm chí làm phiền người khác phải giải quyết hậu quả giúp mình và nếu như với bạn tuổi dậu cứ tiếp tục như vậy bạn không chỉ khiến thành tích của bản thân sụt giảm mà còn đánh mất niềm tin của người khác gây ảnh hưởng tới sự phát triển tương lai về phương diện tài lộc phương diện tài lộc của bạn tuổi dậu trong tháng này cũng không có nhiều chuyển biến tích cực bởi bạn chưa lập ra được những đường hướng phát triển cụ thể bạn thường chạy theo người này người khác mà không đánh giá đúng năng lực của mình để đến khi gặp khó khăn thì lại chán nản bỏ giờ giữa chừng với bạn trong tháng này cũng đang gặp hung tinh tiểu hao xuất hiện cũng là dấu hiệu chứng tỏ bạn dễ tiêu tốn tiền vào những mục đích vui chơi mua sắm không thực sự cần thiết khiến túi tiền nhanh chóng cạn kiệt về phương diện tình duyên trong chuyện tình cảm của bạn tuổi dậu tháng mới này đối với những bạn đang còn độc thân chú ý đến ngoại hình và chịu mở rộng các mối quan hệ xã giao nên nhận được sự quan tâm yêu mến của khá nhiều người song bạn cần nhắc nhở bản thân nên chân thành với mọi người, chớ nghĩ đến chuyện bắt cá hai tay gây tổn thương cho người khác. Còn đối với những người đã lập gia đình, quan hệ giữa bạn và nửa kia có vẻ lạnh nhạt cần kịp thời hâm nóng tình cảm. Tử vi tuổi tuất tháng 1 âm lịch năm 2022 Với bạn tuổi tuất đang có được báo hiệu, sẽ có một khởi đầu năm mới với nhiều điều tốt lành sẽ đến tháng 1 âm lịch này là thời điểm có nhiều các tinh hội tụ, với bạn tuổi tuất có được nhiều cơ hội đến với mình, chỉ cần biết nắm bắt và kiên trì tới cùng thì việc gặt hái thành công nằm ngay trong tầm tay của bạn mà thôi. Về phương diện sự nghiệp Nhờ có ngũ hành tam hợp xuất hiện phù trợ, cho nên công việc của bản mệnh tiến triển được thuận lợi, sự nghiệp phát triển rõ ràng, kể cả thi cử, học hành cũng dễ đạt được thành tích cao. Vừa ra Tết, khi mọi người ham ăn chơi, hưởng thụ, với bạn tuổi tuất đã có thể tập trung vào mục tiêu mà mình đã vạch ra từ trước đó, Đồng thời, các mối quan hệ xã giao của bạn cũng rất tốt đẹp, sẽ giúp ích cho bạn rất nhiều trên con đường thắng tiến. Lại thêm nguyệt lệnh lâm quan đới, cũng là dấu hiệu chứng tỏ bạn chỉ cần bỏ công bỏ sức làm việc thì ắt sẽ gặt hái được thành công. Về phương diện tài lộc Bước sang tháng đầu năm của năm mới, với bạn tuổi tuất đang có được báo hiệu tài lộc chảy vào túi của bạn ồ ạt hơn hẳn khoảng thời gian trước đó. Trong và sau Tết, bạn nắm bắt được xu thế của thị trường nên có những khoản đầu tư hoặc những cách mở rộng thị trường chính xác bạn còn tạo được lòng tin với khách hàng khiến ai mua rồi cũng muốn quay lại trong tháng này đối với người làm công ăn lương thành tích tốt trong công việc giúp bạn nhận được nhiều tiền thưởng nóng và những lời tán dương cấp trên không ngại thưởng cho một nhân viên tốt như bạn nữa nhé về phương diện tình duyên phương diện tình cảm của bạn tuổi tất trong tháng mới này nhìn chung hài hòa ấm áp người độc thân có thể gây ấn tượng tốt với người khác giới nhờ những thành tích tốt trong công việc cũng như phong thái tự tin nhiệt tình bạn đi đâu cũng có thể trở thành tâm điểm của đám đông. Với người đã lập gia đình, bạn có thể quá tập trung cho sự nghiệp nên đôi khi ít dành thời gian cho gia đình, nhưng may mà người ấy luôn thấu hiểu và thông cảm cho bạn. Tử vi tuổi hợi, tháng 1 âm lịch năm 2022. Xem tử vi cho thấy, bạn tuổi hợi đang có được báo hiệu đón nhiều may mắn với nhiều điều như ý trong tháng đầu tiên của năm mới nhâm dần này với bạn nhiều kế hoạch bạn đặt ra từ trước đó có thể tiến hành một cách thuận lợi bạn không chỉ duy trì được sự quyết tâm mà còn nhận được sự giúp đỡ của nhiều người xung quanh về phương diện sự nghiệp trên phương diện sự nghiệp của bạn tuổi hợi trong tháng này nhờ có nhị hợp chiếu mệnh mà việc hợp tác làm ăn kinh doanh buôn bán tiến triển rất thuận lợi bản mệnh tuổi hợi xây dựng được các mối quan hệ xã giao hài hòa với bạn bè đồng nghiệp nên thường xuyên được giúp đỡ khi gặp khó khăn đồng thời được giới thiệu cho những cơ hội đáng quý bạn nên tận dụng cơ hội này để cố gắng hết sức để khẳng định bản thân cát tinh sẽ giúp những mục tiêu tưởng chừng khó khăn của bạn bỗng trở nên đơn giản hơn nhiều về phương diện tài lộc tháng này với bạn tuổi hợi việc hợp tác làm ăn thuận lợi cũng khiến cho quá trình kiếm tiền trở nên suôn sẻ hơn khoảng thời gian trước đây bạn không cần quá bận rộn mà vẫn có thể kiếm được cho mình một khoản tiền kha khá, khá tử vi cũng cho thấy với bạn tuổi hợi trong tháng này bạn đã xác định được tiềm lực của bản thân tiềm năng của các đối tượng khách hàng nên đi rất đúng hướng đúng đường thậm chí bạn có thể trở thành người dẫn đầu cho một xu thế mới trong khi mọi người xung quanh còn bối rối tìm lại guồng quay quen thuộc sau kỳ nghỉ tết thì bạn đã đạt được những thành công nhất định về phương diện tình duyên phương diện tình cảm của bạn tuổi hợi trong tháng mới này cũng có những dấu hiệu tiến triển tốt lành Nhờ những thành công trong sự nghiệp cũng như nhờ thái âm các tinh phù trợ, bạn nhận được sự chú ý, ngưỡng mộ của nhiều người xung quanh. Còn đối với những bạn đang còn độc thân có thể trở nên vô cùng thu hút trong mắt người khác giới. Bạn nên tự tin hơn và kéo gần khoảng cách với người mình thầm mến nhé. Với người đã lập gia đình, bạn và người ấy duy trì được mối quan hệ hài hòa, yêu thương nhau. Các bạn thân mến trên đây Minh Đường Tử Vi đã chia sẻ về vận trình tử vi của 12 con giáp tháng 1 năm 2022 hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ các bạn có thể áp dụng tránh hung hóa cát để lộ trình công việc của mình được thuận lợi suôn sẻ nhất cảm ơn các bạn đã theo dõi video xin chào và hẹn gặp lại